Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Trách nhiệm của cậu thiếu niên 16. Bài viết do ký giả Nguyễn Đạt Thịnh biên soạn, Quang Trương trình bày. Thưa quý vị, trả lời một cuộc phỏng vấn qua điện thoại thì cậu Kyle Kashu, năm nay 18 tuổi, đã nói rằng: "Tôi hy vọng mọi người đủ tốt bụng để tha lỗi cho tôi. Tôi tha thiết mong mọi điều đó. Những gì tôi nói 2 năm trước không phải là chỉ dấu xác định tôi là người như thế nào." 2 năm trước, Kashu là một cậu học sinh lớp 11 của trường trung học Mitchell Stoneman Douglas ở tại Parkland của Florida, nơi đã từng xảy ra một vụ nổ súng giết 17 nam nữ học sinh và giáo viên và tạo ra một phong trào chống bán súng bừa bãi cho mọi người, kể cả những người bị tâm thần như là cậu Nicholas Cruz, 19 tuổi, là thủ phạm đã gây thảm họa tại trường trung học Mitchell Stoneman Douglas. Cruz nguyên là một học trò cũ của trường, bị đuổi học vì tính nết bất thường và hung hãn. Hôm 14 tháng 2, 2018, cậu trở lại trường với một khẩu AR-15, giết 17 người, gồm bạn học cũ, giáo viên và kể cả nhân viên của nhà trường. Phong trào bài súng tại Florida lan tràn rất mạnh, và nhất là trong giới học sinh và phụ huynh, giáo viên và nhân viên của nhà trường. Tuy nhiên, một số nhỏ vẫn binh vực tu chính án thứ nhì là để bảo vệ quyền tự do mua bán súng trong số rất ít những học sinh binh súng có cậu Kashu. Có tài hùng biện, cậu nói rất là hay và binh vực quan điểm của mình và được nhiều người chú ý, kể cả Tổng thống Trump. Bài luận thuyết thi vào Harvard của cậu cũng viết về tu chính án số 2 và những phương thức áp dụng để có thể bảo vệ học đường chống bạo hành. Và kết quả là cậu được chấm đậu vào trường Harvard với số điểm rất là cao, 5.4 GPA và 1550 SAT. Kashu viết: "Trong lúc ủng hộ quan điểm bảo thủ của tu chính án số 2, tôi vẫn hiểu là phải tìm cho bằng được cách dung hòa để có thể tạo ra cho con đường bảo vệ học sinh của chúng tôi. Và tôi vẫn tin rằng từ hố sâu tuyệt vọng, lòng tốt có thể thắng và sẽ thắng." Cậu thi đậu và được nhập học vào lớp tân sinh viên của Harvard. Nhưng hôm thứ Hai 17 tháng 6 của năm 2019, thì cậu Kashu đã viết Twitter cho biết Harvard đã hủy bỏ việc chấm cậu thi đậu bởi vì những điều cậu nói và viết năm cậu 16 tuổi đã tỏ ra cậu có những ý kiến xúc phạm và kỳ thị chủng tộc. Kashu đã có 2 lần xin lỗi và nói là quan điểm của cậu về việc tự do võ trang đã khiến cậu mất một số bạn học và đã tạo thêm nhiều thù nghịch chính trị. Cậu viết trên Twitter rất nhiều và dưới đây chỉ là một bản tập hợp lại của nhiều đoạn văn do chính cậu đưa lên trên Twitter. 3 tháng sau, tôi được nhận vào lớp Harvard của khóa 2023. Harvard đã quyết định hủy bỏ việc tôi trúng tuyển. Lý do của quyết định đó là các bài nghiên cứu và bình luận của tôi viết gần 2 năm trước, viết vài tháng trước vụ nổ súng. Tôi có một vài suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Trong quá trình lịch sử của Harvard, thì các giảng viên của trường đã bao gồm những người chủ sở hữu nô lệ, những người kỳ thị, phân biệt đối xử, những người độc đoán và những kẻ chống đối. Và nếu như Harvard cho rằng sự tăng trưởng của con người là một điều không thể xảy ra và quá khứ của chúng ta có thể định nghĩa tương lai của chúng ta, thì Harvard quả là một tổ chức phân biệt chủng tộc. Nhưng tôi không tin điều đó. Harvard cho là con người không thể trưởng thành dù sau một diễn biến khiếp đảm như là một cuộc nổ súng tại trường trung học Mitchell Stoneman Douglas. Nếu có một tổ chức hiểu được điều này, thì tổ chức đó phải là Harvard, đỉnh cao của trí tuệ, dù cái đỉnh cao đó chỉ là chuyện cũ, chuyện ngày xưa. Trước đây, một số người bảo thủ đã cho là quyết định của Harvard không công bằng. Lần này thì Harvard lại đem vấn đề tuyển sinh của trường ra để đập vào mắt cho công chúng với câu hỏi, điều phát ngôn của những người trẻ ghi lại những suy nghĩ của họ trên trang mạng. Trong trường hợp của tôi, thì tôi ghi trong một tài liệu nghiên cứu riêng được chia sẻ với một vài bạn học và những bài viết đó đã theo tôi vào tuổi trưởng thành. Phải nhìn nhận lập luận của cậu Kashu là đáo để. Cậu chỉ trích Harvard đã trừng phạt cậu về lập trường cậu binh súng chứ không binh vực dùng súng giết người. Bởi vì việc bắn giết ở tại trường Mitchell Stoneman Douglas xảy ra sau việc Kashu viết luận án binh vực quyền võ trang của công dân Mỹ. Một phát ngôn viên của Harvard từ chối không bình luận về phản ứng mạnh mẽ của Kashu về việc Harvard xóa bỏ tên của cậu trong số những sinh viên được tuyển vào lớp tân sinh viên của trường.
Người phát ngôn đó chỉ nói chính sách của Harvard là không bình luận về kết quả của những cuộc thi tuyển. Thông lệ của Harvard là thông báo cho những sinh viên trúng tuyển biết nhà trường giành quyền hủy bỏ việc trúng tuyển của họ bởi vì nhiều lý do, kể cả việc họ có những hành động tạo nghi vấn về sự ngay thẳng và về sự trưởng thành hoặc là tư cách của họ. Trong trường hợp của cậu Kasu, thì ông William Fitzsimon là giám học phụ trách việc tuyển sinh và trợ cấp tài chính cho sinh viên, đã nêu lên có hai lý do để hủy bỏ việc cậu trúng tuyển. Đó là trưởng thành và tính cách đạo đức. Ông Fitzsimon đã viết như sau trong một lá thư để ngày 3 tháng 6, 2019 mà cậu Kasu đem phổ biến trên Twitter. Sau khi xem xét cẩn thận thì ủy ban đã bỏ phiếu để hủy bỏ việc nhập học vào Đại học Harvard của cậu. Và chúng tôi rất tiếc về việc các trường hợp đã khiến chúng tôi rút lại quyền quyết định để cậu nhập học, và chúng tôi chúc cậu thành công trong những nỗ lực học tập trong tương lai và hơn thế nữa. Điều đó khó khăn và thiệt thòi cho Kasu là cậu đã bỏ mất cơ hội được nhiều trường đại học đề nghị cho cậu học bổng và nếu cậu xin học trường đó. Thiệt thòi thứ nhì cho Kasu đó là trong lúc cậu bị đuổi học thì hai người bạn học năm ngoái của cậu ở tại trường trung học Parkland, đó là cô Jacqueline Corrine và cậu David Hart, lại thoải mái tiếp tục theo học ở tại Harvard. Tôi không nhận xét được việc làm của Harvard bởi vì không biết thật chính xác lý do khiến cho họ hủy bỏ kết quả cuộc thi tuyển của Kasu, mà chỉ nêu lên yếu tố vị thành niên của Kasu khi cậu nói là cậu binh vực quyền võ trang của người Mỹ. Dù đúng hay sai, năm đó cậu Kasu cũng chỉ là một cậu bé 16 tuổi, là cái tuổi mà người lớn nên nương tay, nên khoan hồng trong mọi xét xử. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Trách nhiệm của cậu thiếu niên 16. Bài viết do ký giả Nguyễn Đạt Thịnh biên soạn, Quang Trường trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Xin kính chào.